Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn đất, trồng sen đá nhiều dinh dưỡng để cho cây phát triển nhanh. Các bạn hay nghĩ là sen đá, xương rồng đồ thì nó sẽ phát triển chậm, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Nó cũng sẽ phát triển rất nhanh nếu đất có nhiều dinh dưỡng. Đấy. Nhiều dinh dưỡng thì sẽ giúp cây nó khỏe hơn, phát triển tốt hơn và ra hoa cũng nhanh hơn nữa. Đây có một số cây là mình trồng từ khi còn nhỏ nè. Cây lớn thì rất là đẹp này. Giờ mình sẽ tiến hành cho nguyên liệu vào nha. Trước tiên là 3 sạng phân bò. Tiếp theo là một sạng đất thịt nha. Đất này thì mình đã xử lý bằng vôi rồi để diệt mầm bệnh rồi. Tiếp theo là một sạng cho chẩu nha. Thêm 2 chén phân vi sinh nha. Cuối cùng mình sẽ cho thêm 2 chén đá perlite, hay gọi là đá trân châu á. Giờ mình sẽ tiến hành trộn. Đây là đất sau khi đã trộn xong. Đối với đất này các bạn chỉ cần trồng cây trong một tuần đầu thôi, khi cây nó bắt đầu bám rễ rồi á, và lúc đó là cây sẽ phát triển rất là nhanh luôn. Mình có thể quan sát nó một tuần, mình quan sát một lần là nó lớn hơn rất là nhiều luôn á. Chỉ cần cây nó bám rễ lúc đầu thôi là nó sẽ phát triển rất là tốt, mà cây sẽ khỏe nữa, mình có thể để nắng để mưa thì tốt hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha.